Tiền không giải quyết được cái nghèo, bao nhiêu anh chị nghĩ cho tiền là cách hiệu quả nhất để giúp người khác thoát nghèo? Nếu như một người đang đói cho anh ta một con cá, nuôi anh ta một ngày, hôm sau vợ anh ta đói, con anh ta đói vì anh ta không biết cách tạo ra tiền, và hàng triệu gia đình cũng vậy. Nếu cho anh ta một con cá có giúp được anh ta thoát nghèo được không? Có đảm bảo được những người này mãi mãi no ấm, mãi mãi hạnh phúc được không? Bởi vì họ ăn hết cá thì hôm sau họ lại tiếp tục đói. Việc của chúng ta là cho người khác con cá hay cho tiền người khác chỉ là phương pháp chữa cháy chống đói tạm thời, nhưng không giải quyết được vấn đề gốc rễ. Nạn đói gia đình đó không thoát ra khỏi số phận nghèo. Hiệu quả hơn không phải dùng tiền mà hãy chỉ cho họ cách kiếm tiền nuôi sống bản thân của họ, gia đình của họ cả đời. Nếu họ biết cách tạo ra tiền, họ có dạy cho con họ không? Con cháu thế hệ sau có đi ăn xin tiếp không? Đó là cách hiệu quả nhất để giải quyết được cái nghèo. Vậy giải pháp cho tài chính, chúng ta không phải hy vọng ai đó cho tiền mình, giúp mình giàu lên, mà phải học cách kiếm nhiều tiền hơn, kinh doanh, đầu tư, gia tăng thu nhập.